tiếp tục quay máy chở lúa và máy phóng lúa nha các bạn, máy cày chở lúa và máy phóng lúa luôn. Máy ảnh chở được chắc lên được 2 lớp rồi nè. Còn đây là máy cắt lúa, máy phóng lúa liên hợp Toyota DC70. Không biết 70 hay 68 gì đậu lên, mình không gần như các bạn. Đây. Mình không gần máy lắm, cho nên mình thấy DC70 mình nói 70 thôi. Chứ còn anh em nào gần cũng không cảm được cái chửi nha. Đây là dàn cào, dàn cào lúa. Đây là dàn lưỡi ha, lưỡi cắt nữa các bạn. Qua phóng đầu không? Phóng chạy nãy giờ hả? Xuống chắc hơi xíu hết rồi. Rồi. Đấy, đang quay lỡ dở các bạn. Đi khỏi nóng quá đứng các bạn, giờ quay tiếp nha các bạn. Giờ quay tiếp nè. Đó, giờ anh chở lúa về rồi, giờ anh quanh tới ga. Anh quanh tới ga anh chở chuyến nữa nè. Trưa nắng ráo trời đẹp nên mấy anh cũng tranh thủ cắt cho nó nhanh, anh tranh thủ cắt cho nhanh, mấy anh chở lúa cũng vậy nè, tranh thủ chở cho nó nhanh. Anh với chuột ở tôi rồi, thấy là mắt con chuột gom gạ cao quá các bạn, gom nữa nên con chuột nó chở tung ra không có thấy được, khó thấy lắm. 2-3 lấu nữa là anh xong một đám rồi, 2 lấu nữa xong đám này rồi, 2 vòng nữa.